hành về các cái khu du lịch thắng cảnh này, biển này. Đấy. Đấy, rồi thì hình ảnh con mực này. Đấy. Đấy, hình ảnh mà xin chào bạn, trong video này thì tôi sẽ giới thiệu với bạn một cái tính năng hoàn toàn mới của cái công nghệ trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi cái công ty OpenAI. Thì công ty OpenAI này chính là công ty mà tạo ra cái con ChatGPT đấy. Thế thì tôi đã thử nghiệm các cái video mà nó được tạo ra bởi cái công nghệ này và tôi đã ghép chúng lại thành cái video. Và nếu mà bạn nào mà đã theo dõi cái kênh YouTube của tôi ấy, thì các bạn có thể thấy cái video mà tôi đưa lên đấy. Thì cái này hoàn toàn nhé, những cái này hoàn toàn được tạo ra bởi cái công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đấy, thì cái video này là cái video mà được tôi tạo ra và tôi ghép các cái video đấy lại thôi. Thế thực ra thì những cái video nhỏ nhỏ ấy, đấy thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn được tạo ra bởi cái công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái công nghệ này. Nhưng mà trước khi vào bài học thì nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé, nhớ like và nhớ share cái video này để cho các đồng nghiệp khác cũng biết về cái tính năng này. Thế thì cái công nghệ này là cái công nghệ được phát triển bởi cái công ty có tên là OpenAI. Và đây chính là cái trang chủ của cái công nghệ Sora này. Và tôi sẽ để cái đường link ở trên màn hình để các bạn có thể truy cập và các bạn có thể tham khảo ở đây. Và như chúng ta thấy thì ở trên màn hình này chính là một cái đoạn video được tạo ra bởi một cái câu lệnh, tức là từ text ấy. Tức là nó chuyển từ text, tức là từ câu lệnh, từ các cái dòng chữ, từ cái ý tưởng của mình chuyển sang dạng video. Thế thì trước đây khi mà chúng ta sử dụng ChatGPT, tức là chúng ta dùng ngôn ngữ, chúng ta hỏi nó thì nó sẽ trả lời lại bằng ngôn ngữ. Và tiến thêm một bước nữa là chúng ta hỏi, chúng ta yêu cầu nó vẽ hình theo trí tưởng tượng của chúng ta thì nó sẽ trả ra cho chúng ta hình ảnh. Và bây giờ thì công nghệ nó tiến thêm một bước nữa là nó sẽ biến từ cái câu lệnh của chúng ta chuyển sang dạng video. Cái công nghệ này thì hiện nay các bạn chưa thể điều khiển được nó, mà hiện nay thì cái công nghệ này nó đang giới hạn bởi một số người sử dụng nhất định thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong tương lai không xa thì cái công nghệ này nó sẽ được cho phép những cái người sử dụng như chúng ta có thể đưa ra các câu lệnh và tạo ra các video theo ý muốn của mình. Thế thì ở đây là cái trang chủ của nó và ở đây chúng ta có thể đọc các cái phần giới thiệu. Và như bạn thấy này, lúc nãy cái phần video mà tôi chia sẻ với các bạn ấy, chúng ta thấy là có hình ảnh cô gái này này. Thế chúng ta thấy ở phía dưới này này, đấy, phía dưới này này, thì đây chính là cái câu lệnh nhá, chính là câu lệnh mà người ta đã sử dụng để nó vẽ ra cái hình ảnh như thế này. Tức là tạo ra cái video như này, không phải vẽ hình ảnh mà dùng cái câu lệnh như này để tạo ra cái video như thế này. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy ở đây này, nó có một cái gọi là cái mũi tên chỉ xuống ở đây này. Đấy, tôi cho to ra để cho các bạn dễ nhìn nhé. Đấy, đây này, chúng ta có thể kích vào đây. Chúng ta có thể kích vào đây để mình tải xuống và sau đó mình có thể sử dụng nó. Và cái video này nó có độ dài là gần 1 phút này, 0,59 giây, tức là gần 1 phút đấy. Đấy thì đây là video thứ nhất là về một cô gái này đang đi ở trên đường này. Và chúng ta ở đây là các cái video này là các video mẫu, tức là cái nhóm nghiên cứu họ tạo ra và họ đưa lên đây để chúng ta xem các cái mẫu nó như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy ở đây nó có 1 cho đến 9 và nó có mũi tên ở đây. Tức là chúng ta có thể có 9 cái video, chúng ta kích ra đây. Đấy. Lúc này chúng ta nhìn thấy các cái con voi này, chúng ta nhìn thấy con voi nó chạy đúng không? Đấy. Thế thì trong video của tôi là tôi lấy cái đoạn video này, tôi cắt ngắn đi thôi. Và tôi đưa vào trong video đấy và tôi ghép thêm nhạc vào. Và cũng tương tự thì chúng ta nhìn thấy ở phía dưới này, đúng không? Chúng ta thấy cái câu lệnh này, câu lệnh để tạo ra cái video này. Đấy, thú vị không? Đấy. Tương tự như vậy chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta xem các video khác. Đấy, video này này. Đấy. Rồi thì chúng ta thấy video này, chúng ta thấy nó vô cùng chân thực đúng không? Như là thật luôn và thậm chí còn rất là đẹp. Thế chúng ta cứ thử tưởng tượng xem, chúng ta có thể đưa vào các cái ý tưởng của mình, sau đó thì yêu cầu cái công nghệ trí tuệ nhân tạo này tạo ra cho mình các cái video theo mong muốn của mình. Ở đây là vẽ ra khung cảnh. Có thể chúng ta sẽ tưởng tượng, chúng ta yêu cầu nó vẽ ra các cái hình ảnh, các cái hành động nào đó đúng không? Đấy. Thì câu lệnh nó phía dưới này đúng không? Đấy. Thì đây là một nhóm, các video nhé. Đây có 9 video này. Tiếp tục ở phía dưới này này, chúng ta lại tiếp tục, chúng ta thấy là các cái đoạn video khác. Đấy, các đoạn video khác này. Đấy. Đấy, các đoạn video khác. Đấy, đây là con mắt người này. Đấy, rồi thì là các cái con mà vật này. Đấy. Rồi thì khu chợ này. Đấy. Rồi thì ở phía dưới này này, hình ảnh cái ô tô đang đi này. Đấy, rồi thì hình ảnh tàu đi này. Đấy. Hình ảnh về các cái khu du lịch thắng cảnh này, biển này. Đấy. Đấy, rồi thì hình ảnh con mực này. Đấy. Đấy, hình ảnh mà các cái máy bay giấy đang bay này, đúng không? Đấy. Đấy, rồi thì đây hình ảnh viện bảo tàng này. Đấy. Rồi thì hình ảnh mùa đông ở Nhật Bản này. Đấy. Chúng ta thấy là nó chất lượng hình ảnh rất là tốt và rất là chân thực, như là thật luôn. Đấy, ở đây này, tiếp theo này. Đấy. Rồi. Đấy. Thế thì chúng ta hoàn toàn nhé, chúng ta nhìn thấy ở đây nó có hoàn toàn nó có cái ở phía dưới này là các cái câu lệnh mẫu này. Chúng ta có thể nhìn thấy này và chúng ta có thể tải nó xuống này. Chúng ta kích vào đây nhé. Giả sử như tôi muốn tải video này nhé. Thì các bạn chỉ cần kích vào đây thôi này. Kích vào đây một cái này. Đấy. Thì nó sẽ ra cái màn hình như này. Và lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía góc này này. Nó có cái dấu 3 chấm này. Chúng ta nhìn thấy này. Thì tôi cho to ra tí để cho các bạn dễ nhìn nhé. Đấy. Chúng ta thấy là phía góc này này. Nó có dấu 3 chấm. Thế thì các bạn chỉ cần kích vào dấu 3 chấm này thôi. Kích vào dấu 3 chấm này. Đấy. Sau đó nó có phần tải xuống là các bạn có thể tải xuống để các bạn có thể lấy cái video này. Và sau đó thì các bạn sử dụng cái video này để chúng ta tạo ra những cái nội dung khác của mình. Rồi, hy vọng là cho đến đây thì bạn đã hiểu được cách để có thể truy cập được vào cái trang web mà tôi đang để trên màn hình này. Và sau đó thì bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái nội dung mà tôi vừa chia sẻ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là cái video này là các cái video mẫu và các bạn chưa thể tạo ra được các cái video này trong thời điểm hiện tại, nhưng mà có thể trong tương lai khi mà các bạn xem lại cái video này thì lúc này là các bạn đã hoàn toàn có thể tự tạo ra được các video tuyệt vời như thế này. Tôi sẽ dừng cái video này ở đây, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé, nhớ like và nhớ share cái video này để cho các đồng nghiệp khác cũng có thể biết về cái tính năng mới rất là hay ho này. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại trong phần comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.